hồi đợt mắc cười lắm, học qua xong rồi á, cái mẹ Bin không có biết học là chuyển giới á, xong rồi cái mẹ Bin nói là ủa Hello, xin chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay là Bin rủ học qua nhà của Bin quay và mọi người. Đây là cái view phòng của Bin. Hôm nay thì tụi mình sẽ ăn mì hủ tiếu nha. Thì đây là một cái xe hủ tiếu gõ thôi nhưng mà rất là ngon, chất lượng lắm mọi người. Thì nguyên một cái mâm này á, trừ cái dĩa tôm ra là Bin mua 105.000, tính luôn cái phần topping chả thêm nha mọi người. Cái đây là có giò nạc nè, rồi có đùi gà, có chả, rồi mua chả thêm nữa. Đây là hủ tiếu mì gói thôi. Rau luộc nữa nè. Rau chủng. Sao kêu rau luộc? Quê quá. Làm dâu trăm họ. Ôi, đó khó quê, lắm. Con sông quê. Quê hương là trong nhà nhụt. Thì video này cũng sẽ như những cái video trước. Tụi mình có nhờ mọi người đặt câu hỏi trên Instagram á, thì lần này nó không có tập trung vào một chủ đề nữa mọi người, mà mọi người phân tán rồi đó, rải ra ha. Nhiều phân khúc đó. Ok, thì trước khi ăn cho câu hỏi đầu tiên đi, rồi mời mọi người cùng ăn chung với mình cái món bình dân hôm nay nha. Có sa tế nè, không có ăn thì dứt miếng ha. Miếng. Chứ bỏ nguyên một cái cục tô này là bà chết đó. Bán cam có giỏi. Ốc quế sầu riêng hai. Ốc quế sầu riêng hai. Sao mà dễ thương quá. Ở đây bán gì vậy chị? Bán chè. Ủa em thấy để bún bò mà, vậy sao còn hỏi? Con muốn ăn cua có gạch, mẹ sẽ mua. Con muốn ăn cua nhiều gạch cả công trình. Con muốn ăn con lươn. Con lươn hả? Ok, mẹ sẽ mua con lươn cho con. Nhưng mà con muốn ăn con lươn không có trơn, vậy mẹ sẽ làm luộc con lươn nó lên cho con. Nhưng mà con muốn ăn con lươn không có luộc cũng không có trơn, chị ra ăn con lươn ngoài đường. Con lươn mà người ta bọc xe, người ta dòng xe rồi đó. Ăn được hả mẹ? Được, con ăn đi rồi xe nó ăn con. Hay quá trời, duyên. Duyên dễ thương lắm luôn á. Không nhận. Rồi bắt đầu mình vô câu hỏi đầu tiên nha. Nãy giờ nghiên cứu quá nè. Nghiên cứu rồi ngu như kiến nha. Wow, vậy. Bị kỳ thị bởi những người xung quanh mà không hẳn là về giới tính, mà là về ngoại hình nè, cách ăn mặc nè, về vân 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 vân, về vân vân kiểu vậy đó. Về mà mấy cái này đồ đó, đúng không? Hình xăm rồi đó. Cái này dán thôi nha, trời, mua trên Shopee. Không có xăm thiệt nha, mà giờ xăm thiệt cũng không quyền kỳ thị người ta nữa. Tại sao lại kỳ thị người ta vô duyên vậy? Theo học thấy mà mỗi người mỗi tư duy, mỗi một cách nhìn nhận. Có thể là mình thấy người ta không hợp với mắt mình thì mình cứ là nói nhỏ với nhau thôi. Ví dụ như là bạn bè, ê hồi nãy tôi mới thấy con nhỏ đó nhưng mà nó vậy vậy vậy, mình chỉ nói vậy. Hoặc là mình muốn nói cái gì đó thì mình về nhà mình nói, hoặc là mình nói cái gì đó mình có quyền tâm sự, mà đâu có nhất thiết là phải chỉ vô mặt người ta là ui con này vậy đâu. Thì nó hơi bị kỳ, cái đó là nó vô duyên, nó bị thô thiển quá. Tại vì bản thân mình nhiều khi cũng đâu hoàn thiện một vài chỗ đâu. Nhiều người ta nhìn vô mình, người ta cũng không có thích điểm đó mình, mà người ta không có nói trước mặt mình thôi, chứ mình đâu hoàn hảo lắm đâu mà mình đi công kích này nọ người ta. Với lại bây giờ á, thời đại này là tiên tiến rồi. Mấy cái đó hả, mà đứng ở ngoài đường đám đông á, mà chê ba này nọ là mình là cái người bị đánh á, chứ không phải là người ta đâu. Cho nên là hả, biết điều khôn khéo. Còn với những vấn đề mà mấy em mà đi học ở trường ở lớp mà bị kỳ thị á, thì cái đó thực sự là nó hơi khó tránh. Tại vì á, môi trường học đường á, nó giống như một cái cuộc sống thu nhỏ vậy, có người này có người kia. Nhưng mà đặc biệt là ở cái lứa tuổi mà học sinh á, thì hay bị hấu thắng á. Ngay cả chị hồi nhỏ chị đi học á, trộm vía là chị không có bị kỳ thị nha, mà chị cũng hơi bị bốc đồng á, vì bị nhìn người ta như thế này thế kia thì chị hơi bị tọc mạch, hiểu không? Nhưng mà được một cái là chị không có tổn thương người ta, chị chỉ nhắn đi nói là ê mẹ ơi nãy tao thấy nhỏ kia sợ kiểu vậy. Nhưng mà mình không có trước mặt người ta, mình không có thể hiện cái gì, mình chỉ không thích là mình không đi qua, mình không ấy ở ngoài đường, không có công kích người ta bằng cái thị giác á. Giống như có nhiều người á hay thấy người này người kia vậy, xong một cái hức tóc gì này không biết chi luôn á, kiểu tại nhiều khi cũng nghĩ mình hơn người ta nhưng mà không có mua cái gương. Ê thôi, nói chung là như vậy nè. Hồi xưa Bin đi học á thì trong trường cũng có mấy bạn xỏ khuyên, thì thầy cô nhìn những mấy bạn đó không có thiện cảm cho lắm á. Thì mình cũng hay nói với lại bạn bè của mình là hả, nó đi học mà nó xỏ khuyên chi vậy, sao không để kiểu đi chơi về nhà này nó xỏ. Tại vì mình không có cấm được người ta, nhưng mà ở trong cái môi trường như vậy á mọi người, mình mà bị khác biệt là mình sẽ bị dòm ngó, cái điều đó là không tránh khỏi. Tại vì nhất là ở đây của mình nữa, Việt Nam, còn bên nước ngoài sao Bin không biết, thì nó là như vậy thôi. Chứ còn vấn đề mà công kích hay là tấn công người ta bạo lực á thì không nên. Nói chung còn đi học á là còn cô giáo ba mẹ bảo bọc, nên mọi người á hay bị là rửng mỡ, mọi người bốc đồng á. Chứ mọi người ra đời á thì mọi người sẽ khéo hơn tí á, hoặc là nếu mọi người không khéo thì đời sẽ dạy mọi người.
Ê ngon quá à. Nãy giờ nhìn mà không muốn trả lời câu hỏi nên muốn tập trung vô ăn. Cái chỗ này là chỗ ruột của Bin đó mọi người. Bin hang ở đây. Bin cũng bữa, hay up story lắm. Hôm bữa học up cái đi ăn hủ tiếu gõ lên thì có một cái bé đó vô nhắn tin là chị học với anh Bin nên quay những cái món ăn như thế này nè mà mua nhiều topping cho nên là đây. Đây là cái tô topping chất lượng lắm luôn á. Không biết là lên quay nó có thấy rõ lắm không, ở ngoài nó chất lượng lắm nha mọi người. Ăn như vậy á nhìn ghiền lắm luôn. Còn cái này là mẹ Bin á biết học qua cho nên là mẹ của Bin làm cho học á, cô rất là dễ thương. Nãy qua hung cái nãy qua lợi dụng hung cái thì cô biết học qua nên là cô làm cái món tôm sốt bơ cho hai đứa ăn để cho hả hai đứa có nhiều món ăn để quay lên cho nó đẹp á, nhìn hấp dẫn ha mọi người ha. Mẹ tôi quý học lắm mọi người. Thôi đợt mắc cười lắm, học qua xong rồi á cái mẹ Bin không có biết học là chuyển giới á, xong rồi cái mẹ Bin nói ủa con nhỏ đó là PD hả mà sao đẹp quá vậy như vậy á, mà mẹ dễ thương lắm. Nói chung là cô thì là người lớn người ta nói chuyện rất là thật thà, có sao nói vậy tại vì con nít mà cũng đâu có gì với người lớn được đó, đúng không? Thì cô nói ủa nhỏ đó PD hả sao đẹp quá vậy, nhìn nó giống tay quá. Khen nha mọi người chứ không phải là chê, nhưng mà người lớn người ta sẽ không có ý gì đâu, nhưng mà dễ thương lắm luôn á. Cô qua hả cô khen rồi cô nói trời ơi nhìn con nhỏ này hả đã quá ta, làm đâu vậy chỉ cô giới. Cô là hả con gái thiệt luôn á, mà cô hả hay cô hỏi mấy kiểu hả cô quan tâm cô yêu thương thì cô hỏi vui á, mà mẹ Bin dễ thương lắm. Nãy qua hùng cái đã gì đâu. Chia sẻ về 18 cộng phần 2 đi Bin. Bin phải học hộp với mấy cái này thôi, tít chua tái châu rồi đó, chầm đoán rồi đó, keo ly, chầm đoán keo ly tái a hát rồi đó, nói đi sorry mộng tuyền rồi đó. Thì thực ra là mấy cái vấn đề đó đó thì học nghĩ là học với Bin nên nói chuyện khi mà mình có một chút cồn hoặc là say á. Nhưng mà mọi người biết gì không, bí mật thôi nha, nói nhỏ thôi, tụi mình biết thôi, không có đi đồn nha, là học mới chỉnh lại cái mũi cho nó đỡ lệch với lại làm cho nó thấp xuống một xíu, tại vì cái mũi cũ á, cái đầu mũi nó hơi dài á mọi người, nó dài ra nhưng mà nó bị cụp xuống cho nên là làm thấp cái phần sống xuống cho cái đầu mũi nó bay lên. Không biết mọi người thấy không, đừng để ý trái cổ nha. Thôi mọi người thấy không thì nó vậy đó. Thì đó, nói chung là học mới làm lại mũi cho nên là phải kiêng cồn á mọi người, kiêng rượu bia này nọ, cho nên làm cái video 18 cộng phần 2 hẹn mọi người khi mà học uống lại được cồn tụi mình sẽ quay nha. Tại vì tụi mình cũng thích nói về mấy cái đó đó, kiểu cũng cũng sorry mộng tiền đồ đó, cũng đít chả chua đồ đó mọi người. Ủa sao nhìn mặt hai đứa mọi người kiểu hợp với đó ta, bộ nhìn mặt hai đứa bộ hiện lên hai chữ giường chiếu lắm hả? Nhìn em giống cái giường quá, thiếu em anh không ngủ được. Nói chung là sẽ là, nhưng mà đợi học nha mọi người, tại vì giờ cái mũi bá vậy mới uống vô bá sản á. Cái cục chả này ở đây ngon lắm nè. Mà có nhiều người sẽ hỏi là ủa sao ăn tôm, nhưng mà thật ra là học đã ăn tôm được rồi à, với lại kiểu chỉ là bia với cồn là những cái mà mình nên kiêng cuối cùng á, cái nào mình kiêng được cuối cùng thì mình kiêng nha mọi người nha. Tại cũng tháo băng này nọ rồi nè, cắt kỹ hết rồi, chỉ là nó còn nề nề á. Có nhiều người vô sẽ hỏi là mũi đau không, thực ra không có đau mọi người, nó bình thường à, nên là mọi người cứ tự tin đi làm đẹp đi. Còn mấy cái bạn mà hay vô kêu nói là em thích cái mặt cũ của chị hơn hoặc là em thích cái chị cũ hơn, thật ra mọi người ai cũng muốn mình tốt hơn mà. Nên là mọi người á, chỉ cần thấy người ta đẹp thì mọi người khen đẹp, còn mọi người không thấy đẹp nữa thôi đừng có vô nói người ta là em thích cái mặt cũ hơn, tại giờ muốn trở về cũng không được, mọi người muốn reset cũng không được. Mà nói như vậy á làm người ta bị khó chịu á, kiểu người ta sẽ không có thích những cái người mà người ta nói vậy, tại vì khi mà đi làm đi sửa đi đập lại cũng công sức này nọ thời gian của người ta, mà kiểu kêu nhìn vô nó thôi giờ không thích, mà thích hồi xưa hơn mà đúng đâu làm, có đổi lại được đâu. Làm á thì không có đau, nó khó chịu cái khúc mà mình phải dưỡng thương á mọi người, tại vì mình sẽ nhét hai cái cục bông gòn ở trong cái mũi nè, là mình không thở được cái đêm đầu tiên luôn, khó thở cái đêm đầu tiên phải thở bằng miệng. Ai mà thích nằm nghiêng á là cực kỳ cọc cái khúc đi sửa mũi luôn, tay không được nằm nghiêng xoay qua xoay lại như nè, rất là khó chịu. Ngủ mà ngủ chập chờn á, ngủ mà biết mình ngủ á, thì là mọi người không khen thì mọi người cũng đừng có vô nói là em thích cái mặt cũ, tại vì nó không có giống như cái máy tính mà F5 nó reset lại, mọi người hiểu không? Nên là mọi người cố gắng là mình đừng làm tổn thương nhau bằng những lời nói, tại vì có những lời nói á mọi người thấy là nói ra có đâu tổn thương, má này nhạy cảm á, nhưng mà một người hai người ba người nó trở thành cái hiệu ứng, nó thành ra là một đám đông. Ví dụ như đợt trước đi mọi người kêu là mũi học lệch đi, nhiều khi học vui vẻ học nói không sao hết nha, học vẫn vô nói ừ mũi tôi lệch vậy đó. Có những cái lúc á tự nhiên học sơ gương học nói trời sao mũi mình lệch quá ta, cũng sẽ bị chầm lắng một chút xíu mọi người hiểu không? Nói chung cái vấn đề này nó không có phải gọi là body shaming, tại vì kiểu mọi người thấy hồi xưa đẹp hơn thì mọi người muốn nói để góp ý, cái đó cũng biết là từ cái của mọi người, nhưng mà người ta sẽ bị suy nghĩ nhiều còn hơn body shaming nữa. Đúng rồi, đặc biệt là những người mà tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ á, thật ra là họ là những người có tâm hồn mỏng manh nhất, tại vì họ không tin vào bản thân mình, không đủ tự tin vậy á, cho nên họ
mới đi làm đẹp để cải thiện bản thân hơn. Mà mình còn nói như vậy nữa mà người ta nghe được, có những lúc người ta lắng lại một chút xíu thôi là người ta thấy cái mặt người ta bị biến chất á, người ta sẽ buồn, mọi người hiểu không? Thì họ sẽ nói như vậy để cho mọi người cố gắng, mọi người thông cảm. Ừ. Cái đó thì cũng nó cũng liên quan tới câu hỏi thứ nhất á, Habin ha, là kiểu giống như là kỳ thị á, giống như kiểu nhìn người ta nói là cái mặt của nhỏ này hả, con nhỏ này sửa nhiều quá rồi, hồi đó nhìn nó đẹp hơn, cũng là một cái cách đúng để rồi làm tổn thương người ta, cho nên là mình hạn chế cái đó luôn nha. Đó, nói chung là mập ốm này nọ thì giảm xuống tăng lên được, nhưng mà cái mặt người ta đã sửa rồi mà kêu hoành lại, hồi xưa không hoành lại, không được mọi người đi rút ra hay là đi gỡ ra hả, nó cũng sẽ để lại một cái gì đó trên mặt. Với cả làm mũi là phải mài xương á, rồi bác sĩ mới đưa cái sụn vô được, đúng nên rồi là có rất nhiều thứ không hoành lại được, ví dụ như người yêu cũ rồi đó. Gì vậy? Ok rồi cũng kết thúc thôi. Ôi, tiêu cực quá vậy, tôi từ chối nguồn năng lượng này. Đúng bà, tự nhiên ở trong nó bật ra rồi bà tôi đi. Từ chối nguồn năng lượng này. Chia sẻ bí quyết ăn mà không tăng cân đi kìa. Chia sẻ bí quyết ăn mà không tăng cân hả? Đâu có bí quyết gì đâu. Trời, không biết cái đợt dịch ở nhà tôi tăng 4kg hả? Tôi mới giảm lại xuống được cái số ký mà như mong muốn của tôi trước dịch đó. Là tôi 64kg hồi đó. Cái dịch ở nhà nha, tôi ăn rồi tôi nằm, tại vì mọi người biết không? Trời ơi, heo nái nọc đó. Heo nái nọc rồi đó. Mọi người có coi Tính Tài Hài Đời không? Mọi người sẽ biết cái câu đó. Mọi người ở nhà, mọi người đâu có làm gì đâu, mọi người chỉ ăn xong mà lên thôi. Nếu mà bạn nào siêng lắm á, thì có tập thể dục, nhưng mà hả, cái ngày nghỉ dịch ở nhà thì cái tập thể dục nó rất là khó với mình. Nó không có động lực á. Thì đó, nó bị tạo cho mình cái thói quen mọi người. Nọ mà dọn nhà không là mình đã thấy lừa lừa, chứ đừng có nói mà tập thể dục mọi người ơi, mình phải quét nhà, lau nhà, dọn nhà. Cái phòng của mình phải dọn lại một ngày, phải dọn lại bao nhiêu lần không là mẹ nhằn nữa. Trải cái thảm ra rồi tập thể dục không. Còn đối với những người như học là không nữa, tại vì đó giờ học chưa bao giờ tập gym luôn, và cũng không bao giờ có ý định tập gym luôn. Học chỉ nhịn ăn thôi, cố gắng nhịn ăn hết mức có thể thôi. Thì nói chung là mình hạn chế nạp này nọ vô. Rồi á thì vậy thôi mọi người, Bin không có bí quyết đâu mọi người, tại vì nếu mà có bí quyết là cái dịch tôi không có tăng cân vậy rồi. Còn bí quyết là chỉ có ăn và tập đều đặn thì giữ được cái dáng của mình, nó không có tăng cân. Còn nếu mà mình ăn theo cái chế độ eat clean á, ăn theo cái chế độ diet á mà mình tập thêm nữa thì mình sẽ có một cái dáng đẹp. Cái điều đó là một cái điều hoàn toàn bình thường hợp lý, chứ không có bí quyết gì mọi người. Mọi người quên hả, là Bin cũng đã từ là một cậu bé, một cái hành trình dài giảm cân trị mụn. Bin là hả, học thấy là giống như vậy thì trộm vía là thành công lắm luôn á. Tại vì hồi đó học gặp Bin đó là cái lúc đó là Bin vẫn còn mụn nè, vẫn còn béo thì lúc đó là 2000, là Bin mới 16 tuổi à mọi người. Ghê lắm mọi người, bây tôi giờ, nhìn lại lúc đó tôi muốn ói luôn. Thì bây giờ là Bin đã hả, vậy thì là như vậy là ok rồi, nên là mọi người phải công nhận luôn cả cái quá trình mà Bin thay đổi, chứ mọi người đừng có bác bỏ là nó cơ địa nó vậy phải không. Bí quyết đồng ý á, là có những người ăn không mập thiệt, có thể là người ta bị cái vấn đề gì của sức khỏe, cái đúng, đó là có sức khỏe nha rồi. Bác sĩ người ta chứng minh cái đó là nó không tốt á, chứ không phải là ăn không mập là kiểu vui vẻ gì đâu. Cái ở cái bữa ai nói là đường ruột bị gì á, đúng rồi, ở bản thân của người đó người ta không muốn như vậy. Còn những cái người mà mập như tụi mình là nhìn vô người đó thì tụi mình sẽ thích, nhưng mà hả, ở cái bản thân người đó người ta không muốn như vậy thì cũng có người đó. Nhưng mà bản thân của Bin thì nó không phải là rớt vô cái cơ địa đó mọi người. Ăn vẫn mập nha, tôi ăn mà tôi không tập nhảy, tôi không workout ở nhà này nọ hả, là giờ chắc tôi cũng 80kg. Tôi nói thiệt. Chẳng đây học sẽ tới với cái câu hỏi này nè, thì nó cũng sẽ phù hợp với cái chủ đề này luôn. Có nghĩa là Beat Me Girl, Beat Me Boy. Thì ở đây có một cái bạn như là anh chị nghĩ thế nào về Beat Me Girl, Beat Me Boy? Như Bin lúc nãy nói á, là có những người thật sự nha, là người ta vốn dĩ ăn không mập, người ta ước được mập lên 5kg. Học đã từng trải qua cảm giác đó rồi, là lúc đó học bị bệnh về phổi, học uống cái thuốc kháng sinh nha, để vô người á thì bắt đầu cái thuốc kháng sinh nó mập ra, học mừng lắm luôn. Tại vì trước đó là học chỉ có 50kg thôi mọi người, đi cao 1m7 mà 50kg, thật ra là cũng không phải gọi là ghê lắm, nhưng mà cái mặt của học lúc đó nó hớp như cái đầu lâu xuống chép, mặt học xanh, mặt học xanh lè luôn, giống như nhìn y chang như những người mà thật sự mà nếu mà nói thậm tệ là y như những người mà bị nghiện ma túy á mọi người. Trời, tôi nhớ cái tấm hình mà chụp trong cái gương đó bà, y chang hàng xanh, giật đồ luôn. Xanh xa, học còn nói giỡn với Bin với mọi người, nói sao giống mới giật đồ chạy chụp với vậy. Cười lắm, lúc đó đi ăn mì 7 tô quá. Cái xong Bin nhìn tấm hình hơi giống giật đồ thiệt, nó sao cái mặt của bà nhìn vô cô quá vậy. Ghê lắm, tại vì nó hớp vô vậy nè mọi người, mà học là cái mặt hớp nha, học là mặt xương hớp nha. Nó hớp vô vậy nè, mà lúc đó là học hả, lên uống thuốc kháng sinh vô bắt đầu học lên được 5kg, học mừng lắm mọi người. Nhưng mà bây giờ nó u về quá rồi, nó bắt đầu nó lên tới cái lúc mà học đi làm mà văn phòng này nọ. Hồi xưa là học làm bên ngân hàng tài chính á, ngồi nhiều quá, không phải ngồi nữa, ngồi không cũng không nói, bạn bè ngủ trà sữa, đã dậy sớm đi làm là sẽ ăn sáng, ăn trưa, ăn xế trà sữa. Hồi đó là học là fan của Toco Toco nè, Royalty cái Oreo cream á ngon lắm, thì cứ buổi chiều là uống lên 64kg luôn mọi người. Đỉnh điểm là 64kg là cái ký của tôi bây giờ, nhưng mà ở cái phương diện con gái nha, con gái thì mặc cái bộ đồ mà size L. Bởi vì cái lúc mà vừa học mới nghỉ văn phòng xong á, thì học đi chụp ảnh với lại bạn á, hoặc là ấy, thì có một vài chớp á là về quần áo, người ta hỏi size gì, học nói size L, người ta bị sốc á mọi người. Tại thường á,
là những cái shop size L, những cái sản phẩm là sẽ bán được nhất nếu như mà nó không về show hình thể nhiều á. Họ đánh tập trung vào những cô gái là cho dù ngoại hình không xinh đẹp nhưng vẫn có thể mặc bộ đồ phù hợp, hiểu không? Nên là size L người ta rất là sốc, tại vì những cái đó hay cháy hàng á, những cái size đó hay cháy hàng. Là cái vụ Big Me Girl, Big Me Boy á, có nghĩa là họ muốn, thực sự họ muốn béo lên hoặc là họ muốn giảm cân hay như thế nào đó, thì đó là do họ bị tự ti, họ muốn như vậy thiệt chứ không phải là Big Me Girl, Big Me Boy. Từ lúc TikTok á, tôi thấy có nhiều cái trường hợp, một vài bạn thôi nha, đây không có đánh đồng, biết được cái chữ Big Me Girl làm như là mới học được hay sao á, chứ đi đâu cũng xài cái từ đó kiểu như bị lạm dụng á, mà xài vô những cái trường hợp nó bị sai thật sự nha. Có những cái video người ta tự ti thiệt nha, bản thân cái người đó người ta tự ti thiệt, người ta kiểu cảm thấy trên mặt của mình đó xấu cái chỗ nào đó, người ta chia sẻ, người ta nói lên, người ta muốn cải thiện như vậy. Đúng rồi. Cái mấy bạn nó vô kiểu như nói trời ơi cái mặt gì mà xấu gì nữa trời. Cái đó là ở phía của mấy bạn nhìn thôi, nhiều khi ở bản thân người ta tự ti thiệt, tại vì bạn bè xung quanh của Bin gặp nhiều người như vậy lắm rồi. Như giờ học điển hình á, cái răng của học này đúng không? Người thấy có người sẽ thấy rất là dễ thương, học lại thấy nó không đẹp. Mọi người có nhiều khi học đăng lên cái story Instagram á thì học sẽ thấy là răng không đẹp này, muốn đi làm răng, có người kêu là thôi đừng làm, có người kêu là đúng rồi chị làm đi là xuất sắc luôn, thì nó sẽ là hai cái mặt xã hội vậy. Cái kiểu Big Me Girl nó sẽ như thế này nè, giống như là hả, một người á da trắng nói chuyện mới là một người mà kiểu đi nắng mình mà cũng che trắng á, hiểu không? Mà người ta nói là kiểu gì nè, trời bà đi nắng á lúc nào cũng che trắng hả, còn tôi ra nắng tôi không có đen đi được bà ơi. Rồi cái kiểu đó hao hao vậy, cái kiểu như là nâng mình lên mà dì người khác xuống á thì mới gọi là Big Me. Nó sẽ có hai vế mới thành Big Me Girl, Big Me Boy, giống như kiểu là trời ơi bà có người yêu sướng quá ha, chẳng như tôi lúc nào cũng cô đơn một mình, đi đâu cũng phải tự một mình, nhưng mà không sao, tại vì dù sao một mình tôi cũng gồng gánh, tại vì tôi là kiểu con gái không dựa dẫm vào người khác. Nó phải là một cái đoạn văn dài như vậy để đạp người ta xuống, nâng mình lên, thì cái đó mới là Big Me Girl. Hay là cái chuyện make up nữa, trời bà ra đường mà biết make up đậm này nọ ha, tôi giá ra đường á tôi không có biết đánh son hay gì á, nhưng mà trộm vía mặt tôi vẫn xinh, cái kiểu vậy á, hiểu không? Mấy má đó gặp tao đi, trời ơi rồi xinh chưa, là nghĩ vậy là xinh hả? Việt Nam mình đang là một cái đất nước phát triển, cho nên nó có rất nhiều cái văn hóa du nhập vào Việt Nam, thì những cái câu như là Big Me Girl, Big Me Boy, body shaming, body shaming, nó sẽ du nhập vào Việt Nam. Giống như hồi nãy đi học với Bin mua hủ tiếu, thì cái chị bán hủ tiếu thực sự là chị đó béo, thì để mà diễn tả cho cái chú ráp biết được á là cái chị đó là cái chị bán á, thì phải nói là anh thấy cái chị kia béo béo không, là cái chị đó là chị bán hủ tiếu đó. Nguyên văn là cái vậy nè, cái địa chỉ này á là ở số 616 618 cách mạng tháng 8. Xong cái Bin book anh ráp chạy tới đó, rồi anh ráp có gọi lại Bin hỏi là phải địa chỉ đây không em. Bin nói là dạ đúng rồi anh chạy thẳng một cái hẻm á, cái xe hủ tiếu bự có cái chị béo béo đứng bán á. Cái xong rồi lúc mà cúp máy cái Bin bị ảnh hưởng á, mọi người bị cảm giác là giống như là có khi nào là mình mới vừa body summon không, học giống như học chứng an đi liền chứ không có đâu, không sao đâu Bin. Hoặc là phải nói người ta là mập như cái gì, mập sau đó miệt thị người ta, thì cái đó mới là body summon. Nhiều khi bạn bè người ta nói với nhau thì nó cũng chưa là body summon. Còn cái này là Bin miêu tả cho cái anh ráp biết thôi, là cái chị đó là cái chị béo béo bán đứng bán hủ tiếu cho ảnh dễ nhìn thôi mọi người ơi. Thì đó, chứ lẽ giờ diễn tả cho anh ráp nói anh ơi anh có thấy cái chị mà đứng bán như xe hủ tiếu cân nặng quá 50 cân kiểu không? Cái đó mới là body summon đó nha má, cái đó là chi tiết đồ đó, chi tiết đồ đó bị ô về á, ô về đó thôi. Bởi vậy cho nên đó là hả, Việt Nam có nhiều cái là mình du nhập vô, nên mọi người đừng có lạm dụng gán nha. Kể chuyện 18 cộng kinh dị mà hai người từng gặp hoặc nghe kể lại hả? Từng gặp ý bự quá. Ý bự quá to hả? Đào đó, đào đó, thôi đi về đi. Nói chung là từng gặp á thì có, chỉ có học thôi, thì học gặp nói chung là thấy thấy cái gì đó nó hơi quá kích thước so với bản thân mình đó. Nên là học cảm giác là ê cái này nói không có rượu này nọ vô khó nói ha, khó nói mọi người thấy không, phải có một xíu rượu trầm say rồi đó. Cũng thấy một cái gì đó nó quá cỡ đó. Sợ rồi đó, học đi về rồi đó. Học nói chết rồi mệt quá nhức đầu. Đi về rồi đó, nghỉ ngang rồi đó. Thôi bóp đi, còn Bin, how about Bin? Bin thì chưa gặp mọi người, trộm vía chắc hả mình không biết sao á, nói chung là trộm vía là mong là đừng có bị gặp kinh dị á, hiểu không? Còn cái chuyện giường chiếu của Bin á thì kinh nghiệm không có nhiều bằng Hạo. Chết rồi, có ngủ quá nè, cắt khúc này nha, giúp ác mộng thôi mọi người ơi. Chưa có trải quá nhiều cho nên ác cũng trộm vía, chưa có gặp được cái câu chuyện kinh dị nào. Không đau baby, không đau baby, đừng tắt kênh, đừng tắt kênh.
nét nha, nét nha, đừng có hỏi cái này ở trong những cái video ăn uống bình thường như vậy, không có rượu đâu bà ơi. Hai anh chị tâm sự về thời gian dịch bệnh vừa qua đi ạ, công việc, tiền bạc và đi chơi. Ủa dịch bệnh sao đi chơi nữa? Ý là chắc cái chuyện mà không đi chơi được nó như thế nào, nó có bị bí bách đồ không á, tôi nghĩ vậy. Trời ơi, dịch vừa qua mẹ Bin bị F0 mọi người. Nói chung là mẹ cũng lớn tuổi nhưng mà mẹ chẳng biết không có bệnh nền. Mẹ cũng vượt qua khỏi, vượt qua nhanh. Nó cũng không có hành hạ nhiều quá. Nhưng mà Bin không có kể cho bạn bè, học la Bin, học kêu sao không kể. Nói chung là lúc đó là cỡ khoảng tầm một tuần sau, mẹ Bin đỡ đỡ rồi Bin mới kể. Nên là lúc nãy thì sẵn Bin nói thì học cũng nói là luôn. Thì nãy lúc nãy qua hung cô, tại vì á, bình thường là đã thấy thương cô rồi, hiểu không? Tự nhiên vừa nghe Bin kể xong á, tự nhiên thấy buồn mà muốn khóc luôn á mọi người. Tại vì lúc đó quá ghê, tình hình quá ghê mọi người, hiểu không? Sài Gòn mình nó quá nhiều ca, quá nhiều nó bùng lên đi, nó mất đi. Nên là học rất là sợ, nên học nghe xong học bị buồn mà muốn khóc luôn á. Nên là học nói là mốt gặp là sẽ phải hung, phải ôm cô mới được. Bởi vì nãy ôm hung xong cô nói là ủa không sợ hả? Nói có gì đâu nữa mà sợ nữa. Tại vì bây giờ là mình bây giờ mình chỉ sợ xa nhau thôi chứ không có sợ mà sợ đau đớn hay sợ bệnh tật đâu. Thật sự là cái mà sợ nhất là sợ xa nhau á mọi người. Bởi vậy có nhiều cái trường hợp đau lòng lắm. Trời ơi, lướt TikTok mà thấy á, thấy những cái nỗi đau, nỗi sợ của mình không có là cái gì hết. Đấy là bị lướt TikTok mà bị gặp kiểu như cái cảnh mà người ta đứng mà người ta nhìn vô cái người mà bận áo màu xanh đi vô cái hẻm á là tôi lướt luôn. Đây tôi biết là chắc chắn ở trong đó. Trời ơi, học là phải coi lại nha mọi người, không biết sao mà học phải coi lại học, tại vì học muốn đồng cảm với người ta mà học bị kiểu có những khi á nha, học thấy trời ơi nào là mẹ ngồi xổm xuống nhìn người ta khiêng con gái đi ra rồi có rồi những con gái á quỳ lại cái hòm của cha mẹ ông mà, bà mà cách xa một đúng cái khoảng xa vậy. Nó đau lòng gì đâu luôn á. Rồi có cái clip của cái bạn nữ nha mọi người, mà hả lúc mà đưa ông nội hay là ông ngoại gì đó với lại ba đi thì tưởng là ba sẽ trở về thì ông ngoại thì sẽ là lần cuối rồi, nhưng mà cuối cùng ông ngoại lại là người trở về, ông ngoại ông nội gì đó lại là người trở về, còn ba lại là người đi. Rất là đau lòng nha mọi người. Mặc dù là học á là cái người mà từ nhỏ là không có sống gần với ba cho nên là không có cảm giác nhiều về tình yêu thương của ba, nhưng mà vẫn cảm giác được là cái nỗi đau nó rất là đau đớn mọi người. Là sao mà cách lòng á mọi người. Nên cái vấn đề mà không có đi làm á thì trộm vía là học với Bin vẫn cái ở cái tuổi là được ba mẹ thương á, nên là vẫn còn ở trong bảo bọc, mặc dù là vẫn đã tự kiếm sống rồi, nhưng mà nếu như có thất nghiệp thì về ba mẹ vẫn có khả năng ôm mình nuôi nếu mà mình, nói kiểu vui vậy. Á thì gọi là về ăn bám ba mẹ đó. Ờ thì đó, vậy nói vậy đó, vẫn còn được ba mẹ bảo bọc nếu như mà thất nghiệp. Cái vấn đề thất nghiệp đó nó cũng không quá ghê gớm. Và tiếp theo nữa là vấn đề về đi chơi hả. Lúc đó thiệt sự với mọi người nha, mọi người có cho tôi 1 tỷ để mà đi ra đi chơi, mọi người tôi cũng không đi nữa. Không dám đi mọi không người ơi. Dám đi mọi gặp người á, mọi người nghĩ đi, mẹ mình ở nhà bị vậy nữa rồi hả, tâm trí rồi mà đi. Cái bữa đó hả, cái lộn, cái khoảng thời gian đó đó là tối nào mình cũng không có ngủ được mọi người. Kiểu cũng phải nằm niệm Phật đọc kinh này nọ cho tai qua nạn khỏi thì đó, là cái đó tại vì cái tín ngưỡng của tụi tôi nha, nên là nếu mà bạn nào không có cùng tín ngưỡng thì mình đừng có ấy nha. Còn trong sớm của học á mọi người biết không, 10 mấy 20 mấy ca mất, mà người lớn tuổi có, người trung niên có, con nít có, lớn cỡ học mà cỡ lớn hơn học 2-3 tuổi có luôn, rất là nhiều người, có cả đàn ông thanh niên trai tráng khỏe mạnh luôn, có những người ha phụ nữ mà lực điền luôn á mọi người, phải gọi là họ là những người phụ nữ bình thường làm những cái công việc nặng ở ngoài chợ, tại vì nhà học gần chợ, nhưng mà vẫn mất mọi người. Mỗi lần mà nghe cái tiếng xe cấp cứu tới nỗi mà mọi người biết không, có những người trong xóm á mà học rất là ghét luôn, tại vì người hàng xóm mà có nhiều lúc họ tập mạch với nhau nói qua nói lại xưng si ở con này về nhà này về vậy thì mình vẫn sẽ ghét đúng không. Mà tới cái hôm đó mà nghe người ta mất một cái mình thấy đau lòng mà muốn đứt ruột luôn á mọi người. Thiệt sự nó ý là người ta nói thôi chứ dù gì hàng xóm tới lửa tắt đèn mọi người, dù tối mình có gặp hạn nạn thì mình hú cái là ta có mặt ta giúp liền. Khi mà người ta mất rồi á, mình cảm giác là mình cũng mất đi một phần ký ức gì đó, giống như mình ghét nhưng mà người ta mất đi rồi là nó một cái gì đó nó mất đi á mọi người. Người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận á mọi người. Đúng rồi. Mất là hết, đừng có nuôi cái thù, đừng có nuôi cái thù hay là hả cười trên cái sự mất mát của người ta kiểu như ồ đó, tại vì do nó sống nó vậy này nọ cho nên nó mới mất. Thôi đừng vậy không, nha, nghiệp vậy. Chết luôn á. Người ta mất mà mình càng yêu thương càng bao dung người ta thì á cái nghiệp trả sau này của mình nó sẽ không có quá nhiều thêm, nó không có trầm thêm nghiệp nữa mọi người, hiểu không? Nói cái này thấy deep quá nhưng mà muốn chia sẻ cho mọi người dễ để mình yêu thương đoàn kết nhau hơn thôi. Cái này hả hỏi vô cái hả dịch bệnh là biết rồi. Còn về cái thói quen đi chơi bây giờ hả, kiểu bây giờ có kèo đi chơi đi thôi, còn không vẫn muốn ở nhà mọi người, bị thành thói quen rồi. Thói quen rồi chứ hồi xưa á mọi người kiểu như cái ngày đó mà không có gì làm á, tối á là bắt buộc phải rủ được bạn đi cà phê mới chịu nha, không thôi là ở nhà bị chán lắm. Còn giờ nằm nhà luôn. Giờ nằm nhà vẫn có chịu chịu nhau, ok không sao hết. Rồi tiếp theo nữa là topic về các loại bạn thân như thế nào nên
cạch mặt ra. Bạn mà kiểu như biết me girl biết me boy nè, nhưng mà nó với cái đó cũng không tới mức cạch mặt đâu mọi người. Ừ. Nếu mà mình góp ý được nó, mình chửi nó biết tiếp thu, nó nghe nó sửa đổi thì ok. Còn mà không biết tiếp thu thì nghỉ chơi, hoặc là trong một cái mối quan hệ toxic nào đó. Hết duyên để chơi với nhau á là cạch mặt luôn. Nhưng mà cái tính của Học á, thương yêu người đó nha, thương chân quý người đó thực sự nha, thì trước khi cạch mặt á, đôi co với người đó. Tại vì Học muốn làm rõ cái vấn đề, muốn cho người đó biết là tại sao tao với mày như vậy với nhau mà bây giờ mày lại như vậy 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 vậy. Thì muốn đôi co thì có nghĩa là giống như kiểu còn la là còn thương á mọi người. Nên là muốn đôi co. Còn những cái người mà Học cảm thấy là hết rồi á, là không muốn luôn. Từ từ im lặng rồi biến mất ra khỏi cuộc đời. Ý là nó không quan trọng á. Không còn muốn nữa. Tại vì ở bên thấy cái câu này á, nó cũng chung chung quá. Ví dụ á, bạn đưa thẳng một cái tình huống luôn. Ừ. Bạn và cái người bạn của bạn nó như thế nào, thì có nên nghỉ chơi hay không, hay nên sao giải quyết như thế nào, thì Bin với Học sẽ cho được cái lời khuyên. Còn cái này nó hơi chung chung, thì Bin chỉ cảm thấy trong một cái quan hệ mà nó toxic với nhau quá, nó không còn chơi với nhau nữa, có duyên thì mình nghỉ chơi thôi. Nó có quá nhiều lý do mà mọi người. Bạn bè hình như cũng giống người yêu á, mọi người có cái tiêu chuẩn mà người không? Đối với tôi nha, tôi thích bạn bè mà kiểu dám ăn, dám nói, dám chả treo, dám hả người ta đập mình một cái mình phải đập lại người ta một cái, thì đó là ăn miếng trả miếng á mọi người. Tôi thích chơi với bạn như vậy nha. Là không. Nhưng mà có nhiều người lại không thích cái loại bạn như vậy, giống như kiểu là sổ sàng quá như vậy. Hoặc là có nhiều người không thích chơi với tôi tại vì cái tính của tôi kiểu nghĩ gì nói đó nè, người la làng la bài hải hay sao, kiểu có nhiều lúc á tôi cũng bị ích kỷ mọi người. Nhưng mà có những người bạn họ chấp nhận được mọi người không, họ chấp nhận được cái tính xấu đó của tại tôi. Tại vì á có những cái tính tốt khác bù lại trộm vía ha. Đâu ai hoàn hảo đâu, nhưng mà mỗi người sẽ có cái tiêu chuẩn khác. Một cái vấn đề mà cạch mặt á là có nghĩa là đã có cái điểm gì đó mà nó khuyết trong cái mối quan hệ này rồi á thì mới là cạch mặt. Nhưng mà thường là cạch mặt á là chỉ là đối với những người mà mình thấy là hết rồi, hết có khả năng mà quay đầu lại được nữa rồi á thì mới cạch mặt thôi. Còn tôi á, tôi yêu thương ai là tôi sẽ đôi co nói sao mày bị gì vậy? Nói chung là phải ngồi xuống talk it out ra, giải quyết nó ra. Còn cái vấn đề mà một cái con người á mà người ta có cái tính tốt tính xấu là phải có nha mọi người. Trời ơi, không phải là Bồ Tát, không có thánh thiện được, không phải là cái con người mà không bao giờ không có khuyết điểm được. Không phải là Bồng Lai đồ đó, Võ Thị Diễm My sinh ngày 18 tháng 3 năm 1999 đồ đó, Lê Tùng Vân đồ đó. Mọi người tin em đi, em là Võ Thị Diễm My nè, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1999, mọi người tin không? Em cắn môi cho mọi người coi nha. Các bạn biết không? Có, từ tới TikTok đó, rồi Trần My đu em lại luôn á. Còn chị là Trần My, em là cái gì mà sao người ta cứ vô TikTok chị người ta kiếm em hoài vậy? Chào em, chị là Trần My. Diễm My ơi, em ở đâu? Em về đi. Trời ơi, tụi nó vô Facebook với TikTok của chị tụi nó kiếm em hoài luôn á. Trời ơi, nó mệt ghê á. Không, nhưng mà hả Trần My á, Bin thấy kiểu gọi là sao ta, bị chọc này nọ, nhưng mà kiểu không có bị cọc cằn hay là thô lỗ hay là chửi đổng lại á, nhưng mà nó vui. Ngay cả Học á nha, mà nhiều người á, nhiều khi người ta chọc Học á, có những thứ Học sẽ quá mức của chấp nhận của Học, hiểu không? Mặc dù Học nhay nha, nhưng mà sẽ có những thứ quá mức chấp nhận á, Học sẽ chửi lại á. Nhưng mà bạn bè kìm lắm á mới được vậy á. Nhưng mà thấy bà đó hay thực sự, thấy bà đó hay lắm á, xàm à, lóc bà lẹ lắm, bà không có cần mà phải gọi là ngồi đó có. Nói chung là hả, cái tính đó thì không phải là ai có cũng được, kiểu như cái tính mà bơ đi với mọi người. Và nãy tôi nói tiếp đó, cho nên là khi mà mình chơi mình thấy được cái tật xấu hay là cái khuyết điểm của người đó, nhưng mà nó không có bị quá giới hạn á, nó vẫn nằm ở trong cái khuôn khổ chấp nhận được á, thì bản thân mình nhiều khi cũng có tật xấu mà người ta chấp nhận được thì tại sao mình không chấp nhận được người đúng không? Còn nếu không chấp nhận được thì nghỉ chơi, đơn giản mà. Còn chấp nhận được mà người ta có những cái tính tốt khác bù lại á thì cứ mỗi ngày phát triển lên bạn bè, miễn sao cái mối quan hệ đó nó không có bị độc hại là được. Mà không chơi xong rồi câm nha, không có đăng sao tweet chửi người ta nha. Không có lên mấy cái mạng xã hội rồi chửi nhắc người ta nha. Cái tính rất là kỳ, rất là xấu đi. Mình không chơi nữa thì mình vẫn sẽ hả bình thường đi, mình lên mình nhắc chi, rồi cuối cùng người ta lôi lại cái tính xấu của mình đi chang vậy à. Xô. Là người ta nói gọi là sao ta? À, rồi một ngày nào đó mình sẽ trở thành cái người mà mình chửi. Tôi gặp nhiều cái trường hợp đó lắm rồi nha. Hồi đó tôi có nhỏ bạn gọi là sao ta, nó anti thuốc lá. Ai mà hút thuốc kế bên nó nha là nó chửi người ta cái miệng giống cái lưu hương, chửi là không có nặng nha má, chửi nhẹ hiều và chửi như một cái trò chơi vậy đó. Tới một ngày đẹp trời, một ngày 10 điếu thuốc, cái miệng lúc đó không có lưu hương nữa, cái miệng má lúc đó là giống như là cái thùng mà đốt giấy tiền vàng bạc xe ba gác đó, cái thùng mà rầm người ta hay đốt á, để trước nhà, cái thùng đó đó nhà ta để trước nhà bị ăn cắp á má. Thì đó, mẹ tao chửi quá trời luôn, chửi người ta xong rồi hả không chơi nữa thôi, cảm thấy không hợp. Mọi người giống như kiểu y chang người yêu luôn á, thì giờ muốn người hỏi ủa xong chơi không, không hợp không chơi thôi. Thôi đừng nhắc tôi nha, mà bạn bè nói nhắc gì vậy, bị khùng, tôi chửi đó, tôi chửi thêm đó, đừng nhắc đi. Qua rồi, qua rồi là thôi, không có nhắc nữa, nhắc là xấu lắm.
con tôm nè, ngon quá nè. Còn con nào nữa? Mùi bơ luôn á. Còn con nào nữa? Còn nữa nè. Nói chung tôi cũng quý mẹ học lắm. Kiểu là chưa có ngồi nói chuyện với cô nào hết. Mỗi lần qua rước hay chỉ có chào cô một cái đi thôi. Nhưng mà mẹ học hay ngồi ở nhà hát karaoke hay là làm móng á mọi người. Thấy cô dễ thương. Mẹ tôi với mẹ học được cái á là không có biết sợ nha. Đúng rồi. Cũng là phụ nữ nhưng mà là trụ cột của gia đình đó, cho nên họ là những người phụ nữ mà dám ăn dám nói, kiên cường, kiên cường đó mọi người. Hai người mẹ có tính cách giống nhau cho nên là rất là thích. Đúng người, giữ đúng nơi đúng chỗ, giữ đúng chỗ mọi người, giữ đúng chuyện đúng chỗ thôi, kiểu không có phải là mình giữ là mình muốn ăn hiếp người ta hay gì, nhưng mà ý là ai đụng tới mình á thì mình nhịn, nhưng mà ai đụng tới gia đình mình thì mình sẽ ấy á, là kiểu những ví dụ như mẹ mình sai thì xin lỗi là cái chuyện đương nhiên, còn tự nhiên không làm gì mà ngoại nó ai nói vô hả? Nói chung là cái người mà nuôi mình từ nhỏ tới lớn không ai được đụng vô, không ai được nói gì. Hồi đó chị của học đi học á, chị hai á, chị lớn nha đi học á, thì có một cái bạn đó trong LGBT là nữ, cắt tóc ngắn thì ấy á, thì chị hai của học rất là xinh, nhưng mà bạn đó cua chị hai của học, chị hai chị của học không có thích, thì á, bạn đó cứ cua vậy, nói chung là cái kiểu ngày xưa đó làm phiền á, thì chị của học á mới lấy đồ đập bạn đó một cái, xong rồi á cái hả bạn đó hả kêu người á bao dây đánh á, cái mẹ của học lên á, mẹ của học nói là sao con đánh con của cô như vậy, xong nhà bên kia sắn tới nói con mày đập con tao trước rồi này, nó đánh này. Mẹ của học thì ở trong cái tay á, lúc nào mẹ của học có một cái chiêu rất là hay, cắm khóa mọi người, mẹ học bóp vô cái tay rất là gọn vậy nè, mẹ học mặc cái áo tay dài á, ôm cắm khóa hồi luôn á mẹ, ôm cắm khóa vậy nè mọi người, xong nhỏ nó nói đĩa chó này hung dữ lắm, mẹ học bóp một cái là hả bà đó đổ máu vậy, là nguyên cái gia đình bà đó súng vô là ai mà bước vô là mẹ học quất qua quất lại nè, là một mình mẹ học mà cưng nguyên cái trường đó là trường Chu Văn An á mọi người. Sau cái trận đó là quá dữ, ô về quá. Thì bởi vậy cho nên những người phụ nữ họ bảo vệ con rất là hay, hiểu không? Ai mượn làm phiền con, tại chỉ hồi xưa đâu phải bây giờ mọi người. Hồi xưa ví dụ nha, cái LGBT nó chưa có thoáng mà nhìn vô á có một người mà cứ theo đeo đẻo mình vậy, người ta sợ mọi người. Người ta sợ mọi người. Người ta kiểu như hả phải kiếm mọi cách để bảo vệ, tại vì sao đâu có biết làm gì đâu. Còn bây giờ á kiểu LGBT nó thoáng, có thể là người ta theo đuổi nhiều người, nhiều người không thích người ta có thể lịch sự người ta nói lại. Đúng rồi. Hồi xưa người ta hả hết cách là người ta đánh là đúng rồi. Phiền nhưng mà không có cổ suý với cái chuyện đánh lộn nha, ấy là đang kể lại thì kể lại má. Nói chung là chị học lúc đó là cũng khoảng tầm lớp 7, lớp 8 chứ mấy, thì cũng là học cấp 2 chứ mấy, thì nói chung bốc đồng mà thì, đang chia sẻ là thì, thôi. Nhưng mà mẹ học đang muốn giảng hòa cái vấn đề đó, nhưng mà bên kia sắn vô, hiểu không? Thì mẹ học á là lúc nào cũng thủ sẵn, không cần biết cái gì hết thì cứ thủ trong người gì nè, ai nói chuyện đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng thôi. Mà mẹ học hay có cái chiêu gì nè, gác ra làm sao là. Bởi vì á người ta hay nói học sao giống mẹ học á, là cứ nói chuyện gì mà cứ hay gác cái tay ra làm sao vậy nè. Giấu là thật ra là không phải là giấu đồ, mà học là cái tính như vậy, còn mẹ học là giấu, mẹ học là thủ, hiểu không? Vì sao học mới biết. Bởi vậy nói là hồi đó ai cũng nói học nhìn giống mẹ quá. Trời mẹ học ở ngoài dễ thương lắm mọi người, nói chung là tử tế lắm mọi người. Nói chung là ai làm gì mình mới làm lại thôi, còn ai tốt mình tốt lại chứ. Hồi đó học quậy á cho nên là mẹ học hung dữ này nọ, có đúng chị Phương là xui á, đi qua rước học đi chơi, mà đợt đó học quậy quá, học đi chơi hoài cái mẹ la ung sùm luôn. Chị Phương sợ, chị Phương chạy từ ngay cái khúc mà bùi viện, chị Phương chạy qua bên đường Cống Quỳnh á, chị Phương đứng luôn. Là do lúc đó học đi chơi nhiều quá mẹ la vậy thôi á, nhiều không có gì đâu mà sợ, không biết nữa. Đang bị không biết mình yêu thích cái gì, bị chơi vơi với định hướng nghề nghiệp này nữa đó. Cái này á hồi xưa Bin cũng bị, mà người học có bị không? Có mà bây giờ Bin nghĩ cái vấn đề này á bây giờ rất là nhiều bạn trẻ bị, tại vì bây giờ biết sao không? Cái xã hội bây giờ nó là một cái xã hội cầu tiến, nó rất là phát triển rồi. Quá nhiều bạn trẻ thành công sớm, kiểu như là người ta luôn đặt mục tiêu là ở 18 tuổi người ta sẽ được cái gì, ở 20 tuổi người ta sẽ phải đạt được cái gì đó, 22, 24, 26, không tính 26 là qua 25 là cũng coi như có tuổi rồi đó. Cho nên là nhiều cái bạn bây giờ chưa biết định hướng cái gì á, thấy những cái bạn trẻ mà thành công gì á, mấy bạn bị sợ. Cũng một phần đúng, nhưng mà cái vấn đề mà không định hướng được rất nhiều người bị mọi người. Nói chung là phải bình tĩnh ngồi xuống rồi tìm hiểu xem là mình đang thích về cái gì. Cái này là ở trên mạng á, mọi người sợ sao nó cũng sẽ nói y chang Bin à. Bây giờ bạn đang phân vân đúng không, về nghề nghiệp đúng không, bạn đừng quan trọng, bạn đừng có sĩ diện, bạn cứ đi làm từ những cái phục vụ nhỏ nhất. Ngày xưa học cũng từng làm phục vụ bưng quán cà phê, cũng từng là nhân viên bán mỹ phẩm. Cái đó là cái gì mọi người biết không? Làm đẹp cái CV của mình đi, cái CV xin việc làm á, cứ đi làm nhân viên, cứ đi làm phục vụ này kia, thì người ta thấy bạn là một người chăm chỉ, một người muốn đi làm, một người muốn đi làm chứ không phải là tiểu thư đài cát đồ đi làm gì. Mọi người phải có một cái bước đệm, bước lót rồi mọi người mới bước lên được cái tầng trên. Người ta nói á, trước khi muốn làm chủ á là phải làm nhân viên trước. Đúng rồi, phải có được cái kinh nghiệm, cái bề dày trước. Lúc mà Bin mới học lớp 8 mà là cũng lạ mở buôn bán á, buôn bán nhỏ lẻ vậy thôi, thì bán này nọ thì cũng biết là mình cũng có cái khiếu ăn nói nè,
cũng có cái khiếu gọi là hả viết content này nọ để đăng bài bán, tại vì những cái content đó là một tay mình viết hết, thì đó mình mới tìm ra được những cái mà mình giỏi, những cái mà mình ok ok rồi mình xây dựng lên. Bin cũng đã từng làm công việc cho bên mảng F&B, thì quản lý fanpage rồi lên content, viết những cái này cái nọ, nói chung là viết lách rồi mọi người, thì nó cũng là những cái nền móng hồi xưa tới bây giờ là mình giỏi cái đó. Bạn này có thể là đang thấy bạn bè xung quanh thành công nhanh quá, nếu vậy là học mới là cái người bị áp lực nè, đúng không? Tại vì xung quanh bạn bè nè, ai? An đi, đúng rồi, An. An, cái bước đệm của An quá tốt, là An ngày xưa là cũng quá hot rồi, nên là cái việc kiếm tiền hơi dễ, nhưng mà An vẫn cố gắng buôn bán hàng, buôn bán qua mạng xã hội. Rồi tiếp nữa là ai? Bun Miu. Bây giờ Bun Miu vẫn phải đi học buôn bán này nọ, vẫn phải vừa học vừa bán này nọ để ra tự lập, rất thành công, một tháng thu nhập vẫn cao hơn học. Rồi tiếp nữa ai? Chị Phương. Chị Phương là chơi với học từ những lúc mà chị Phương vẫn còn đang là một nhân viên bán hàng nha, nhưng mà chị Phương rất là chăm nha mọi người. Hồi đó nha, học còn nói chị Phương nữa, chị cũng hot trên mạng mà chị không kiếm gì chị bán đi. Bây giờ chị Phương vẫn đang cố gắng nỗ lực nào, buôn bán có, chụp ảnh quần áo cho shop có, vẫn phải đi làm bất động sản có, và chị Phương cũng đã trộm vía là cũng trời cũng thương chị Phương là chị Phương cũng thành công rồi, đúng không? Nhưng mà tới bây giờ học vẫn còn đang phải là nghĩ là bây giờ mình sẽ làm 2-3 công việc, thí dụ như bây giờ mình sẽ về thẩm mỹ viện mình làm, hay là mình quyết định ngân hàng mình làm, thì thứ bảy chủ nhật mình rảnh mình đi chụp hình hay như thế nào đó. Nhưng mà học vẫn đang cố gắng tìm cách đấy, nhưng mà chứ học không có bị lệch lạc hướng đó nữa, như vậy nó sẽ làm thêm cái áp lực thôi, mọi người hiểu không? Giống như nãy học có kể là hồi xưa học bán quần áo á, thì Bin có biết được là hồi đó học có kể là học bán quần này nọ, là học có bán chung với chị Xuân đúng không? Thì hồi xưa cái chị đó cũng bị gọi là dính kem trộn hay là rượu thuốc trên da mọi người, rồi người ta mới đi học về da, và bây giờ hả chị đó mở được một cái spa rất là ok ở gần nhà Bin luôn. Nói chung là mình phải biết được mình đang cần cái gì, mình đang muốn cải thiện cái gì, nói chung là mình phải chịu khó đi học về cái đó rồi mình mới phát triển từ từ lên, là vậy đó mọi người. Đó, mặc dù là Bin không có thân với chị Xuân mà chỉ nghe từ học kể qua là như vậy thôi, nhưng mà Bin biết được là chị Xuân như vậy. Chị Xuân thật sự rất là một người rất là cố gắng nha. Hồi đó là học bán, nói chung là không phải là bán chung với nhau, mà là chị Xuân, ngày xưa là chị Xuân bán những cái áo mà đang lên, nó học quên cái tên cái áo đó là gọi là cái gì rồi, mà đang lên rất là khéo. Học nha, từ quận nhất chạy lên Gò Vấp lấy hàng, chỉ bán được 2 cái vẫn chạy lên. Cái đó gọi là học cố gắng lắm luôn á. Nhưng mà chị Xuân vẫn cố gắng support học. Có những hôm học bị bơm hàng luôn nha mọi người. Trời, tao ghét. Nhắm con bơm hàng tao ghét ghê, mặc dù giờ tao không có bán hàng tao ghét. Nãy ai mới bơm hàng má An đúng không? Tội nghiệp con bé. Xong rồi á, chị Xuân vẫn nói là không sao, nếu như em bị bơm hàng cứ bắt là chị, không sao hết, chỗ chị em nha, chị có thể support em. Nên là học rất quý chị Xuân nha. Tới bây giờ là chị Xuân thành công là học thấy cũng xứng đáng. Học chứng kiến được một trong những người thành công đó là học cảm thấy là học rất là may mắn và vinh dự đó mọi người. Nên là học sẽ cố gắng hơn nữa chứ không có ngồi buồn nữa, buồn hoài thời gian nó trôi qua, cái rãnh cười nó sâu hơn nè. Thôi, chim trên mắt nó nhăn ra nè. Bà nói cái chán nó lên á, nè. Để mẹ bà coi được thì cho bà đi tìm á. Thì tôi nói vậy đó, ai thấy thì cho bé đi tiêm nha. Giờ là chị Xuân qua Mỹ rồi, nhưng mà cũng vẫn thấy chị Xuân rất chịu khó đi săn hàng ở bên đó để gửi về spa bên này bán nha, săn mỹ phẩm làm đẹp á. Nói chung là người spa ta vẫn ba vẫn hoạt động mà, chứ đâu phải là đóng đâu đóng đâu nhìn đó kiểu vậy. Nói chung là phụ nữ là phải giỏi vậy đó. Nói chung là không biết các bạn hỏi là nam hay nữ, nhưng mà tóm gọn chung lại, nếu mà bạn đang không biết định hướng về công việc gì, hãy làm theo lời khuyên học là nên đi làm đẹp cái CV á. Mọi người đi làm bất cứ công việc gì cũng được. Có nàng đẹp trai nè, có cái phim tiệm cà phê hoàng tử nè, rồi có phim khởi nghiệp nữa, khởi nghiệp đó. Họ vẫn đi làm những cái công việc đó, nhưng mà nhỏ nhặt, biết đâu bất ngờ mọi người đi làm, ví dụ như làm nhân viên phục vụ quán cà phê đi, nhưng mà mọi người xinh đẹp, mọi người đáng yêu, mọi người dễ thương, cua luôn ông chủ dễ. biết đâu được. Bây giờ nhiều người trẻ đẹp trai nè, nhiều tiền nè đó, như tiên rồi đó, người ta vẫn đi mở những cái quán cà phê. Mình làm nhân viên, mình đẹp, làm đẹp CV nè, biết đâu được mình có duyên may mắn lớp cái ông chủ thương mình. Rồi, nó tốt số lắm nha. Còn không thì tôi đẹp hơn thôi, có đâu. Còn bạn bè đi ngang qua không? Thấy mình làm nhân viên phục vụ quán cà phê, không sao. Không, tôi cảm thấy cái đó rất bình thường nha mọi người. Tôi đi cà phê, tôi đi ở những cái tiệm bánh nha, tôi thấy bạn bè học cấp 2, cấp 3 của tôi đứng làm ở đó, tôi rất kiểu như là sao ta, vui luôn á. Kiểu như họ gặp lại, chào rồi nào, chứ không có gì cười người ta nha. Tôi thấy mấy đứa cười mới là mấy đứa thất bại á. Thiệt á. Thất bại về cái suy nghĩ á, chứ không đúng phải là rồi. Thất bại về gia thế nha. Nhiều khi mày giàu có cho mày nuôi, nhưng mà tự nhiên mày thấy bạn bè học chung của mày người ta đứng làm phục vụ cho mày mà mày cười người ta, thì mày mới là thất bại về suy nghĩ á. Không gì cười mọi người. Không gì cười luôn á. Trời, có những công việc cao sang thì phải có những cái công việc như vậy chứ. Nếu mà ai cũng dành làm cái việc gọi là ở trên trời, không những cái việc dưới đất rồi dưới lòng đất thì ai làm? Ai làm má? Bỏ suy nghĩ đó liền.
Không có như vậy. Sinh ra cũng có cái nghĩa vụ và mục đích cho đời đúng không? Ví dụ như tôi với Bin ngồi đây nói xàm nè, mọi người cũng thư giãn được xíu đúng không? Không thư giãn coi như giết thời gian thôi. Không, tôi nghĩ coi tới khúc này được là cũng thư giãn lắm á, cũng thư chịu khó hồi coi tới khúc này á. Thì đó chịu khó lắm luôn á. Chứ nếu mà tôi á, tôi coi một cái video của ai mà tôi thấy nó không có gọi là thư giãn hay gì đó là tôi đã tắt từ 10 phút đầu rồi, còn cái này là nãy giờ lâu rồi đó. 15 giây vô thấy cái mặt đứa mình ghét ao liền. Ao. Tao ao liền, tao chê quá trời chê luôn. Trời ơi, no thật sự luôn á mọi người. Ngon quá, mọi người cố gắng ăn hết. Nhưng mà ăn cơm ngon quá, xứng đáng luôn. Tôi nhai luôn vỏ mọi người. Ngon. Ngon. Nói chung là ai cũng sẽ yêu đồ ăn của mẹ mình nấu hết. Ai cũng vậy. Không nha, hồi đó học chơi với nhỏ bạn á. Trời ơi, nghe nào. Nó cũng hàn hết rồi. Nó cũng nói, mẹ ơi sao mẹ nấu dở quá mà học qua, học lúc nào học cũng giết nồi cơm nhà nó hết. Hồi đó qua nhà bạn nó chơi, cô thương lắm, cô nói trời ơi học hôm nay nó qua mừng quá, cô nấu cơm nè con. Vậy Bin nghĩ là nhỏ đó nó kén, chứ không phải là do mẹ nấu dở đâu. Nó kén đó. Tụi bà dễ ăn á. Dễ ăn, với lại học đó là cũng tôn trọng đầu bếp của mọi người. Đúng rồi. Nhiều khi á, mình nấu ra mà người ta chê mình cũng buồn, nên là nhiều khi mình ráng mình ăn á. Có những cái mình không, mình thấy hơi dở thì mình ngừng đây đũa đi. Thì có gì đâu mà chê người ta nói. Chết rồi, hôm nay con mệt quá, con không muốn ăn nhiều, kiểu vậy thôi. Mình chỉ cần vậy đơn mình biết các cách cư xử một xíu mọi người, tại vì có một câu nói gì nè, phải vô đứng nấu đi mới biết cực. Trời ơi, nấu ăn cực lắm. Tôi với bả hồi nãy nha, chỉ là nhận đồ ăn xong rồi bỏ ra dĩa thôi á, mà cũng nửa tiếng ở dưới á. Chứ đừng nó đứng nấu. Mình có rất nhiều cách để cư xử đối xử với người khác, nhưng mà mình cố gắng mình kiếm cái cách nào đó nó nhẹ nhàng, nó dễ thương một xíu. Còn nếu như mà cái đầu mấy bạn đá số chậm quá, không biết cách cư xử nhiều, ok mình cứ cười một nụ cười 12 phút bộ mình cười. Ví dụ như ai chửi mình cười. Giống như nè, mình cười vui thôi. Kiểu vậy á, mình chưa nghĩ ra cái cách để hài hước á, mình cười thôi chứ đừng nói. Nhiều khi người ta chửi giỡn xíu thôi cái mình bị quê, cái mình chửi lại người ta. Ồ, cái đó cọc quá. Cọc đó, hai đứa đánh nhau luôn. Hai đó. Đứa đánh nhau. Tháo cái sụn ra luôn. Xù lắm đó bé ơi, lớn rồi dễ thương xíu, đời nó nể. Dễ thương đời mới nể nha, chứ không phải máu lửa đời nó nể đâu nha. Còn không? À, địa điểm vui chơi mà anh chị đã từng du lịch, tính ra đi có Đà Lạt thôi đó. Tính ra hai đứa đi chung mới có một lần á mọi người, tại vì nó dính hai ba cái năm dịch tại mình vì đó. Hợp tính anh chơi vui chơi, mọi người thấy là chơi thân mười mấy hai mấy năm á, chứ không phải thật ra là chơi hợp tính nên là thấy vui vậy thôi, chứ ít có khi nào đi du lịch chung với nhau lắm. Cũng mấy lần lên plan rồi, bây giờ á hả thì cũng chuẩn bị lên plan để đi. Nhưng chơi mà không nè. Biết dịch có lại không? Ừ, đang sợ. Nó thấy Đà Lạt mới thông báo là bị sạt lở đất á, có biết vụ đó chưa? Thì đó, tính đi Đà Lạt tại vì cuối năm là chỉ có đi Đà Lạt là đẹp thôi. Tại vì dù có mưa trên Đà Lạt nó vẫn đỡ hơn là mưa ngoài biển nha. Đi biển mà mưa là cọc nha, không có chụp được cái gì luôn. Cái cát đó, cát ơi, đó. Cát ướt đồ trời đó. Ơi, để nói này nghe nè, ở trên Đà Lạt á, trong cái vlog của tụi tôi á, tụi tôi có đi ăn một cái chỗ mà khuyên mọi người nên đi ăn lúc mà lên Đà Lạt nha, đó là quán của cô Tuyết. 36 ánh sáng. Dạ, yeah, bán bún mọc, bún chả, bún châu, tái lầu rồi đó, nhiều loại lắm. Mì quảng mọi người. Mì quảng nữa. Tôi không biết mọi người sao nha, mà tôi thấy mì quảng ở ngoài Đà Lạt ăn rất là ngon. Tôi ăn nhiều cái tô mì quảng lên tới 150.000 rồi, tại vì tôi thích mì quảng, giá nào cũng có. Mà tôi chỉ thấy có Đà Lạt 35.000, 40.000 một tô là ngon thôi mọi người. Thì cô Tuyết nấu ngon. Không hả? Phải vì cái cảnh đẹp mà ăn ngon, tại cái cảnh đó cũng cảnh nó không đẹp luôn. Nhưng mà nó như một cái quán bình thường thôi mọi người. Nó không có hẻm mọi người, và nhìn ra nó cũng không có gì hết. Ngon gì ngon, nước lèo ngon, cái nước mắm ngon, không biết sao nữa. Mọi người hãy vô lại cái vlog Đà Lạt của tôi mọi người coi, mọi người sẽ thấy một đứa ăn hai tô luôn. Mà trước ngày đó là đã đi ăn rồi. Đúng. Ngày đó đã đi ăn rồi. Tụi tôi đi Đà Lạt tới 4-5 ngày lận. Là cái ngày hôm qua đã đi ăn rồi. Cái tối ngày hôm nay hả suy nghĩ thôi giờ đang như hồi ra quán cô Tuyết ăn tiếp nha. Ngon vậy đó. Trời ơi, Đà Lạt có cái chung kinh express nữa mà lẩu. Người phải ăn nha, lẩu Hồng Kông. Cái vlog này 1 tiếng mấy rồi, để cắt ra cũng hơi dài đó. Mong mọi người enjoy cái moment này nha. Đừng có make it complicated nha mọi người. Để tụi tôi còn có cái cơ hội làm này làm kia nè. Kia rồi đó. Cảm ơn mọi người. Nói chung là không có vui quá đi thì mọi người cũng có thể enjoy giết cái thời gian của mình. Hoặc là dùng để ăn cơm trưa, ăn cơm chiều này nè. Là lúc đứng rửa mặt skincare rồi đó. Đó, nghe léo nhéo cho đỡ sợ ma chẳng hạn. Yeah. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video nha. Đừng quên connect với Bin và Học ở social media. Và nếu mọi người có chủ đề gọi là chủ đề mới nha mọi người, chứ cái kiểu mà ngồi ăn rồi trả lời câu hỏi nói thì tụi tôi cũng làm nhiều rồi. Muốn Học với Bin đi ra ngoài á, giống như kiểu mình cầm hai chai rượu soju đó, cái thua cái lại đe đó. Trua đe. Trua đe đó, xong rồi lại hung anh bảo vệ. Lại tỏ tình anh bảo vệ đó. Trời nói ơi. Chung tụi tôi muốn làm những cái mà nó outside một xíu á mọi người. Không
muốn học kêu là hả đi review quán ăn này nọ cũng được. Review quán ăn quậy rồi đó. Thì tôi thấy cũng ok. Hy vọng là hai đứa có động lực và không bị lười nha. Chứ cái miệng hai đứa này hay nói lắm người không có làm. Không lười đó. Lười đồ đó. Học nè, học là điển hình rồi đó. Bye bye mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc bé ngủ ngon. Ủa, tại vì cũng khuya rồi nè. Khuya rồi. 11 giờ rồi, đang 11 giờ đêm bên nhà tôi đó. Ừ, mà tôi đang ở bên nhà Bin á. Là giờ tôi chạy về thì chắc cũng khoảng tầm 15-20 phút á. Tẩy trang này nọ nè. Rồi lap. Bye. Ok.